Thưa quý thính giả của Thời báo Media, đây là một thời sự trong ngày, cho ngày thứ Hai, mùng 1 tháng 6 năm 2020. Tổng thống Trump và gia đình được cấp tốc di tản xuống hầm trú ẩn. Trong đêm hôm thứ Sáu, ngày 29 tháng 5, khi hàng trăm người biểu tình trước tòa Bạch Ốc và xô xát với những mật vụ, nhiều quả bom xăng cũng được ném vào các toán mật vụ và cũng có nhiều người trong đoàn toán biểu tình bị bắt giữ. Theo những tin tức loan báo thì có ít nhất 60 mật vụ bị thương trong cuộc xô xát này. Trong khi cuộc biểu tình diễn ra với khí thế hầm hầm, thì các mật vụ đã vội vã đưa Tổng thống Trump và gia đình xuống hầm trú ẩn nằm trong khuôn viên tòa Bạch Ốc. Khi được hỏi là tin Tổng thống Trump và gia đình có phải di tản xuống hầm trú ẩn, bà Judy Dear, phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc, nói là tòa Bạch Ốc không phê bình về những tin tức liên quan đến chuyện an ninh cho Tổng thống cũng như gia đình. Trong khi Tổng thống Trump đã tweet trên mạng Internet là fake news. Hầm trú ẩn của tòa Bạch Ốc còn được gọi là trung tâm hoạt động khẩn cấp của Tổng thống, cũng là nơi mà vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, khi có cuộc tấn công bằng máy bay của khủng bố cuồng tín vào nước Mỹ, vào tòa nhà trung tâm thương mại thế giới ở New York, thì Phó Tổng thống Dick Cheney đã được đưa xuống tạm trú, trong khi lúc thời gian đó thì Tổng thống George Bush đang ở Texas. Sau biến cố 9/11 thì hầm trú ẩn của tòa Bạch Ốc đã được củng cố thêm để có thể chịu đựng được những chiếc máy bay mà khủng bố có thể dùng làm vũ khí tấn công vào tòa Bạch Ốc trong tương lai. Những cuộc biểu tình diễn ra phản đối việc kỳ thị trong việc mà bốn cảnh sát ở thành phố Minneapolis đã chấn gối và làm chết một người da đen đã lan tràn trên khắp nước Mỹ, từ thành phố Minneapolis xuống tới thành phố Los Angeles và qua cả các nước khác như là ở London, Anh Quốc, và ở thành phố Montreal và Toronto ở Canada. Thì trong cuộc biểu tình phản đối diễn ra vào buổi chiều Chủ nhật ngày 13, 31 tháng 5 tại thành phố Montreal, thì lúc đầu cuộc biểu tình diễn ra ôn hòa, nhưng sau 3 tiếng đồng hồ và khi đoàn biểu tình quay lại điểm khởi hành ở trung tâm thành phố Montreal thì có kẻ đã ném đá vào các toán cảnh sát, và các cuộc biểu tình trở thành bạo động khi các cảnh sát ném hơi cay và xịt hơi hạt tiêu vào những người có những hành động quá khích. Lợi dụng cơ hội đó, những toán cướp đã đập cửa kính các tiệm buôn, rồi làm những đám cháy lan rộng và cướp những hàng hóa trong các cửa hàng bị đập. Ngoài ra thì nói vấn đề kỳ thị của cái dịch COVID-19 thì vẫn còn diễn ra đối với những người Á Châu. Thì mới đây, một đôi chị em gốc Việt ở Úc Đại Lợi bị nhìn lầm là người Tàu vì bạo hành kỳ thị tại Úc, theo những tin tức loan báo trong hôm thứ Sáu, 29 tháng 5 vừa qua. Hai chị em cô này tên là Rosa Đỗ và Sophie Đỗ, đứng chờ để qua đường ở đường Peterham Road trong vùng ngoại ô của thành phố Marrickville, thì bị một thiếu nữ da trắng bạo hành. Bắt đầu người thiếu nữ này gọi hai chị em cô Đỗ là gái điếm Á Châu, là chó Á Châu, trước khi dùng dao đe dọa và dùng chân đá vào hai cô này và nhổ nước miếng vào mặt hai nạn nhân. Sau này cô Rosa Đỗ nói là bị nhổ nước miếng vào mặt còn nguy hiểm hơn bị đánh vì nạn nhân, vì cô ta có thể sẽ bị nhiễm coronavirus. Hai cô Rosa và Sophia đã đến văn phòng bác sĩ xin thử nghiệm, không những thử nghiệm về COVID-19 mà còn thử nghiệm về HIV và viêm gan B và C. Sau đó, cảnh sát đã cho truy lùng và với những sự giúp đỡ của mạng truyền thông xã hội, cảnh sát bắt được nghi can và buộc y thị vào 6 tội trạng. Cô Rosa nói với báo chí là cô sống ở Úc 6 năm và thất vọng là ở một quốc gia hàng đầu thế giới vẫn có những tình trạng kỳ thị khủng khiếp như thế. Còn cô Sophie, cô em cũng nói là khi người ta nghĩ đến Chinese thì người ta nói chung là những người Á Châu, nhưng họ đã có tư tưởng kỳ thị vì không phải những người Á Châu nào cũng là Chinese. Theo những công bố thì từ khi có đại dịch diễn ra, có hàng trăm người Úc gốc Á đã lên tiếng tố cáo là họ bị kỳ thị bằng những lời nói và bạo hành vì con virus. Tính đến ngày thứ Sáu, 29 tháng 5, có trên 7.000 người Úc bị nhiễm COVID-19 và trong số này có 100 người chết. Thưa quý thính giả của Thời báo Media, chúng tôi xin tạm ngưng mục thời sự hàng ngày kỳ này ở đây.
và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong một thời sự hàng ngày kỳ sau.